Việc dùng chung sân vận động San Siro là lý do để Inter và AC Milan cùng tồn tại được đến giờ. Chắc chắn phải nhờ vào sân vận động này, phải không? Vâng, nó là một chìa khóa, bởi vì sẽ rất khó để nhân rộng bầu không khí mà nó tạo ra. Và cả hai bên rất hài lòng với sự sắp xếp này. Một pha chuyền qua chuyền lại giữa hai cầu thủ. Rất nhiều đường chuyền. Đó là một quả ném biên. Có thể tạt bóng. Danilo. Kaka. Ồ, quá sớm, việt vị. Luka Modric. Kylian Mbappe Blotin. Phối hợp tốt. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Brand. Mất bóng trong vòng cấm. Đó nên là một cơ hội. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Brand. Tạt bóng đi. Sóng gió đã tạm thời trôi qua. Thierry Henry. Ồ, Mbappe Lotin. Luka Modric. Đối thủ phòng ngự rất tốt và họ đã mất quyền kiểm soát bóng. Julian Brand. Sút. Cản bóng tốt. Đó sẽ là một quả phạt góc. Asobi. Một tình huống phản công rất sắc sảo, rất đáng tiếc là không có nhân ở ghi. Vâng, một nỗ lực phản công tuyệt vời nhưng không được đền đáp, rất đáng tiếc. Casemiro. Benzema. Kaka. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Luka Modric. Tăng tốc. Sút. Bóng đã vượt qua khỏi tầm lưới thủ môn và đi vào khung thành. Anh sẽ không bao giờ tin được là cầu thủ này có thể hiện một pha dứt điểm đẹp như vậy đâu anh Tùng à. Không thể tin được. Đó là một pha cứa lòng xuất sắc nhất mà tôi từng được chứng kiến. Tỷ số được mở 1-0. Chuyển bóng lại. Kylian Mbappe Blotin. Julian Brand. Kylian Mbappe Blotin. Có cơ hội. Tuyệt vời, bàn thắng như khiến tôi dựng hết lông gà lên vậy. Pha cứu hòa cực kỳ ấn tượng. Anh ta rất lạnh lùng khi thực hiện pha cứu lòng một cứu bàn. Đúng vậy, bóng đi theo một quỹ đạo cong vút và bay vào lưới. Thủ môn hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Ngay lập tức đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-0. Pha chuyển bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Casemiro. Nếu muốn kiểm soát bóng tốt thì đừng chuyền bóng ở tốc độ này. Julian Brand. Nguy hiểm. Bóng đã vào lưới, thủ môn đã không thể cản phá thành công.
họ thực sự hạnh phúc khi bàn vào lưới trước hiệp một kết thúc. Vâng, nhiệm vụ của đội bóng hiện tại là cố gắng và tiếp tục giữ vững tỷ số sau giờ nghỉ giải lao. Một lần nữa tỷ số đang là 2-1. Các trọng tài thông báo còn tới 3 phút giờ nữa. Ronaldo. Hiệp 1 đã kết thúc với tỷ số. Chúng ta đến với hiệp 2 của trận đấu tại San Siro. Làm thế nào để chống lại sự khó chịu này? Họ đang cố gắng để chạm vào bóng. Pha đánh đầu truyền cho đồng đội. Khoảng trống ở cánh đang mở ra lần nữa. Có cơ hội ngay bây giờ. Bàn thắng tuyệt vời đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Ồ, đó là bàn thắng tuyệt vời, Alan. Đây rồi, pha về dầm xe cho ra thấy rõ được bàn thắng này hơn. Vâng, nó đến từ một cú căng ngang rất sớm từ cầu thủ kiến tạo. Phạm Phong Ngư đã phán đoán tình huống chưa tốt khi để anh ấy bật lên đánh đầu. Đúng vậy, anh ta đánh đầu trong tư thế khá thoải mái. Một pha truyền qua truyền lại giữa hai cầu thủ. Hãy thử tăng bóng nhưng đừng quá cao. Kaka. Luka Modric. Kaka. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Luka Modric. Rất nhanh. Và đây là cú sút. Và thủ môn đã theo sát quả bóng, bắt bóng rất tốt. Thierry Henry. Trọng tài đang làm tất cả gì có thể để cho trận đấu tiếp tục. Kaka. Rất trống trải. Và anh ấy đã truyền lại cho đồng đội của mình. Julian Brand. Danilo. Cầu thủ bên trong đang gọi bóng. Tạt bóng tốt nhưng đối phương vẫn đón được nó. Đó là một pha tăng tốc tuyệt vời. Tiến lên đi. Suýt chút nữa đã có tình huống phản công nguy hiểm. Julian Brand. Luka Modric. Anh ấy chơi rất tốt. Luka Modric. Cần phải tắt ngay. Đã cướp được bóng. Rất tốt. Vẫn đang tiếp tục đột phá. Kylian Mbappe blow team. Benzema. Vinicius. Đường truyền quá thông minh. Bạn sẽ hiểu áp lực đang đè lên đôi chân của anh ta lớn như thế nào. Đó là pha bỏ lỡ khá tệ. Vâng, anh ta rất muốn để lại dấu ấn của mình trong pha bóng này, nhưng thật sự đó là một quyết định không tốt. Marcos Llorente Moreno. Nguyễn Hoàng Đức.
Ronaldo. Rất kỹ thuật, một cú tâng bóng đúng thời điểm. Marcos Llorente Moreno. Không được. Bây giờ trận đấu còn lại 4 phút thi đấu. Sergio Ramos. Đây là điều tôi muốn xem nhất. Một pha dứt gót. Trận đấu chỉ còn 2 phút giờ. Varane. Benzema. Điều có thể có bàn thắng vươn lên trước hay không? Mất bóng trong vòng cấm. Đó nên là một cơ hội. Pha ngăn chặn tuyệt vời. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là Brand. Những pha tăng tốc. Sút. Bóng đã vượt qua khỏi tầm với thủ môn và đi vào. Có cơ hội. Tuyệt vời. Bàn thắng như khiến tôi dựng hết lông gà lên vậy. Và hữu hòa cực kỳ ấn tượng. Nguy hiểm. Bóng đã vào lưới. Thủ môn đã không được cản phá thành công. Khoảng trống ở cánh đang mở ra lần nữa. Có cơ hội ngay bây giờ. Bàn thắng tuyệt vời đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.